Nha, chào các đại gia đình nha. Ngày hôm nay tôi có một cái mẹo rất hay để đố tất cả các bạn là cái gì? Trứng nữa hả? Không, năm nhiêu năm một cái ăn trứng. Anh thấy tôi cắt tóc đẹp không? Đẹp. Không biết sao, tại vì tôi thấy mỗi lần đi ra kia cái mấy người nói lọc đẹp trai gì tôi dễ trúng thì hôm nay tôi đi làm tóc cho nó đẹp phải không mới được. Các bạn đừng kêu anh Khải xấu nha, anh Khải giờ đẹp trai rồi đó. Mình nữa đúng không? Mình nữa. Rồi, hôm nay thì test thử thông minh. Hôm nay thôi ông giờ khỏi đố đi, ông cho đi, bình tĩnh, hôm nay tôi thông minh rồi, giờ ông cho luôn đi, khỏi bị đố đi, mệt lắm. Thông minh á? Ai xác nhận thông minh? Vợ tôi. Chị em không xác nhận. Vậy nó cũng chứng minh, để tôi chứng minh ra đây đó. Hôm nay anh Khải sẽ chứng minh Khải thông minh. Bây giờ chờ em xíu. Gì nữa? Gì? Cột gì vậy? Gì? Thì cột để test cái sự thông minh của anh nè. Cột cái hồi gỡ ra đúng không? Anh biết cái trò múa lân không? À, hay cột trên tầng nhà bắt đầu cái lông nhảy nhảy lên nó tạo cái đúng. Độ nhảy của tôi tới 2m mấy lần. Chứ không trên đánh chuyền hả? À, chuyên gia mà, gọi là thủ môn luôn. Bắt bóng hả? Bắt bóng, chụp bóng rồi chụp bóng luôn. Rồi, anh có con quen không? Anh đốt cho mẹ cái này kìa. Em cốt rồi nha. Đừng nó được tiền nó bực đốt. Bây giờ nha, em sẽ nhét đồng tiền vào trong đây nha, giống như trò múa lân nha. Quan sát kỹ đồng tiền của em nè. Làm xong lấy ra. Giỏi, hôm nay anh giỏi đó. Lấy một chút nào. Ê, từ từ, em cho nó xong mà anh đã vô cái bình của em rồi. Bình kia. Cái chai của em đứng im đây nha. Anh không được dùng tay, dùng chân. Anh chỉ dùng được cái bờ môi mỏng của anh á. Cái miệng đi, anh lấy làm sao mà tiền em... Nói chung là anh lấy tiền bằng miệng á. Anh làm sao anh lấy được mà cái chai em đứng im. Là không cho ngã chai, không cho nghiêng chai. Đứng im cho em. Anh mới kêu thông minh và anh là chưa bác. Chứ tục là không được. Chứ tục là không được, không được chứ tục. Xin lỗi ông đi. Tôi nhét đồng tiền vô chửi má người ta. Ý của tôi là tập trung mọi người suy nghĩ vậy. Dùng miệng một là thổi, hai hút thôi chứ là gì. Ai biết anh là làm cái nào là lấy thả đồng tiền vô rồi. Rồi. Nó dùng miệng tôi thấy quế. Thiệt luôn. Lần sau là không có chơi miệng nữa. Nhớ nha. Miệng nó dùng để thổi khác. Kỳ quá mày. Cái gì vậy kỳ? Sao vậy? Không nhúc nhích luôn mà. Ai biết anh vừa khen thông minh thì anh làm sao làm chứ. Sao? Như thổi cái bong bóng thì nó ép rồi. Mà này hút không? Không cho ngã cái chai em nha, không di chuyển cái chai em nha. No. Sao à? Lúc này cái ly rồi kìa. Lúc này cái ly em không chịu luôn á. Đúng im cái ly không được, lúc này không chịu. Anh thông minh thì anh cứ làm đi. Anh đừng có cười với em. Tại vì ông nói dùng cái mỏ tôi mới cười đó chứ liên quan gì đâu mà. Anh vừa kêu anh thông minh thì anh làm đi. Mọi khi ông cho tôi dùng chân, dùng sức, dùng đồ tự nhiên bữa nay chơi dùng mỏ ông nội. Ý sao mà đồng tiền rất đẹp. Giống như tiền trước mặt mà không được. ông có quên cái gì không? Không. Chứ nghĩ sao lấy? Anh kêu anh thông minh thì anh nghĩ làm sao anh lấy chứ? Anh kêu anh thông minh mà. Ông nhiều khi ông thấy ăn đố, nhiều khi ông giữ chừng cái ông quên gì ông đố lại đó. Không, em không quên lần này, không quên. Không. Bây giờ đó, đố anh với các bạn nha, anh Khải vừa thông minh tôi mới đố thôi nha. À. Tôi dùng đồ tiền đấy, làm sao mà anh thấy dùng anh Khải dùng cái miệng mà anh Khải lôi đồng tiền ra được? Thì đó. Thì bữa nay tôi chứng tỏ thông minh cho ông thấy mà ông đưa cái khó quá khó. Khó luôn, chứ không phải là bình thường. Vượt cái đó, khó. Thổi là bảo đảm là không được rồi đó. Tại sao có làm được không? Không, thì nói chung để tôi thử nhé. Tôi biết chắc là hơi khó đó, nhưng mà tôi thấy là từ xưa đến giờ ông làm một cái mẹo gì đều làm được hết á, chứ không phải là không. Nhưng mà tôi nói cái trò này đúng là khó so với tôi lắm luôn á. Vừa khen thôi, vừa tự khen mình thông minh mà, thì em đố người thông minh đó. Nhưng bây giờ tôi theo ông cũng thời gian cũng có một phần nào thay đổi chứ. Bữa nay đầu tóc là thấy bắt đầu hơn rồi đó. Thử cái nữa nha. Thử cái đi. Có. Cho giữ chai này. Để tay. Ôi, lâu, em phát lệ cho anh giữ chai luôn. Phải dùng một cái hơi thật mạnh. Thôi mới lên được. Cái bình nó cứng, nó có độ tắng lên, nó dội lên cái miệng thôi. Thì biết đâu. Ê,
Mày không được, 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 không được rồi. Thua. Trời ơi. Đơn giản hả? Mèo dễ mà không biết làm ta. Ông nhào vô đi, ông nhào vô đi, ông nhào vô đây. Thôi nha, cái mèo rất là đơn giản nha. Mà anh không nghĩ ra luôn á. Anh lấy cho em miếng nước uống. Ờ có sẵn này hả? Có sẵn này. Ở đây có sẵn này sao nãy giờ? Bây giờ anh em mình khi nào mà đi làm mà không ông rủ tôi ra, ông đòi hỏi nước, tôi biết trước vậy được mà điều đó mà. Anh thông minh, lúc nào kêu những người mà thông minh quá những cái đơn giản nhất người ta lại không nghĩ ra. Nước vô hả? Thảo thảo tiền đổ nước mà làm vậy. Đổ lắm vậy. Lên. Rồi lấy miệng. Nó cũng nằm ở chứ. Nó nằm gì đó, lấy miệng gấp đi. Đó rồi lấy miệng gấp đi. Rồi nè. Lấy miệng gấp đi. Anh thấy cái gì lòi lên không? À cái cọng dây hồi nãy là ông cố tình ông cột cái cho cọng dây lòi á hả? Ờ, nếu mà không có cọng dây thì sao? Không dây thì đố sao cắn được. Nhìn nè. Ông có cái cọng dây đó, ông cột cọng dây đó hồi nãy là cố tình cái cọng dây để cho nó chìm lên hả? Đúng rồi. Nó nổi lên là nếu mà không có cọng dây thì sao? Này, ví dụ không em chỉ thấy nếu không cọng dây nha. Rồi, anh lấy đi, cho anh lấy đi. Đó lấy đi. Thì đó. Sao mà được? Đúng không? Cũng đúng. Đúng, cho nên em mới cuộc cộng dây cái gì cũng có cái mẹo của nó, em cho nên em mới cuộc cộng dây để lấy lên. Hàng chỉ là mỗi lần cột dây là nó nổi, nó phải cao hơn cái đồng tiền. Đúng rồi, nó lòi cao khi mà cuộc dây á, khi cuộc các bạn cuộc dây các bạn để lòi một cái cộng dây lên, các bạn giục xuống. Chứ hay. Anh vừa kêu anh thông minh, mà cái này mà cái đơn giản nhất vậy mà anh không nghĩ ra thì không, thôi không. Em chưa xác nhận là thông minh đâu. Thông minh đó, tôi biết mà thông minh nhưng mà cái này nó hơi khó quá, hiểu không? Khó quá, trời rõ ràng, anh đổ nước cho thôi đơn giản mà, cái trò này con nít còn biết mà. Thì tôi đâu có nghĩ là đổ nước đâu, ông nghĩ là kêu cho miệng với lại cho ấy thôi mà miệng. Chị biết chị, em biết em biết chơi miệng em, nhưng mà anh làm sao cái nào anh đổ nước vô anh dùng miệng cũng được, em đâu có vậy. Tôi lấy cây tôi khều lên anh có cho không? Khều là anh không dùng miệng đâu. Không sao dùng miệng. Hmm. Thôi có cái mẹo này không làm được nữa thì thôi, em chưa công nhận anh thông minh đâu. Chưa nữa hả? Anh về anh đọc sách thêm xíu nữa đi rồi nha. Cái mẹo rất hay nha các bạn, mang đi đố anh em rất là vui nha, con đứt cần biết á. Nếu thấy cái mẹo này hay nhớ đăng ký bật chuông, tôi tin chắc tôi sẽ mang đến các bạn những cái mẹo hay nhất. Không phải đâu. Một like đi chứ, đã một like một subscribe cho em đi đã. Đại cái này ít tiền quá, tôi chưa thông minh hết. Nếu mà nhiều nữa tôi sẽ thông minh ra hơn. 200 ngàn lấy làm cái gì? Đúng không? Nhớ đăng ký bật chuông nha, anh subscribe cho em đi đã, anh nói subscribe chưa? Rồi subscribe. Subscribe tôi sẽ mang đến các bạn những cái mới nhé. Ok. Coi như là hôm nay tôi vẫn chưa công nhận anh Hằng lại thông minh, mới hớt tóc thôi, chứ chưa thông minh ra được. Đẹp trai thôi, đẹp trai. Đẹp trai.